Nhân kỷ niệm ngày lãnh thổ liên bang 16 tháng 9 năm 1963, 16 tháng 9 năm 2024, Tòa thị chính thành phố Kuala Lumpur, Malaysia đã tổ chức lễ hội khiêu vũ và nhịp điệu trống Kuala Lumpur tại quảng trường Merdeka. Tham gia sự kiện có khoảng 20 nhóm nghệ thuật trong nước và 4 nhóm nghệ thuật nước ngoài đến từ Indonesia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam. Mở màn lễ hội khiêu vũ và nhịp điệu trống Kuala Lumpur, khoảng 200 diễn viên tham dự chương trình biểu diễn một tiết mục chung trong nhịp điệu sôi động của các loại trống. Mở đầu với màn múa Xin chào Việt Nam, những diễn viên trẻ của đoàn sân khấu Lệ Ngọc đã gây ấn tượng với khán giả bằng tà áo dài in hình hoa sen và những chiếc nón in hình cờ đỏ sao vàng. Trong phần 2, liên khúc múa hát với tiết mục trống cơm rộn ràng và âm vang kết hợp với những vũ điệu truyền thống, song không kém phần hiện đại, được tập luyện công phu đã làm sân khấu trở nên sống động trong tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Kuala Lumpur. Khi được tham dự cái chương trình của đoàn nghệ thuật Việt Nam qua đây biểu diễn, khi đoàn Việt Nam biểu diễn ở đây thì em thấy rất là vui, bởi vì có cái không khí là quê hương mà cái tình cảm nhung nhớ quê nhà thì nó lại được lấp đầy. Còn với ca khúc trống cơm thì thật nó cũng là mang đặc trưng di sản của văn hóa Việt Nam. Ca khúc trống cơm đã được chúng em hôm nay tái hiện lại cái hoàn cảnh đó, những chàng trai và những cô gái và với những điệu múa trống. Lễ hội khiêu vũ và nhịp điệu trống Kuala Lumpur là điểm nhấn sống động của lễ kỷ niệm ngày lãnh thổ Malaysia năm nay do Tòa thị chính thành phố Kuala Lumpur phối hợp cùng Sở Văn hóa, Nghệ thuật, Du lịch và Thể thao tổ chức từ ngày 14 đến 16 tháng 9. Theo ban tổ chức, lễ hội thu hút khoảng 3.000 người tham gia. Sân khấu Lệ Ngọc được thành lập năm 2013. Vài năm trở lại đây, sân khấu Lệ Ngọc được xem như hiện tượng đối với sản phẩm văn hóa truyền thống. Sân khấu Lệ Ngọc đã trở thành điểm sáng cho hy vọng khôi phục một sản phẩm văn hóa truyền thống mang đậm đà bản sắc Việt.